Ba món ăn quen thuộc dễ gây ung thư, hàng triệu người Việt vẫn ăn mỗi ngày. Ăn thường xuyên những món này, sức khỏe của bạn sẽ xuống cấp, nguy cơ mắc ung thư cao. Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của mỗi người. Vì thế, việc tính toán, cân nhắc sử dụng các thực phẩm cùng phương pháp chế biến phù hợp sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật. Sau đây là 3 món ăn hàng ngày nên bỏ ngay, ăn càng nhiều, nguy cơ mắc ung thư càng cao. Đồ muối chua. Dưa muối, cà muối là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Không chỉ dễ làm, dễ ăn mà nguyên liệu chế biến cũng có giá thành rất rẻ. Mặc dù được xếp vào những món đưa cơm, thế nhưng chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên hạn chế ăn cà muối, dưa muối cùng những đồ ngâm chua bởi nó thực sự có hại cho sức khỏe. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong những món đồ ngâm, muối chua thường chứa các nitrosamin. Đây là loại chất gây ung thư cao, nhất là ung thư dạ dày. Đồ chiên rán. Những món chiên rán là món khoái khẩu của nhiều người, nhất là trẻ nhỏ. Đồ chiên rán có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon khó cưỡng, vì thế nó trở thành món quen thuộc trong bữa cơm của các gia đình. Tuy nhiên, đồ chiên rán lại không hề tốt như những gì bạn nhìn thấy. Nghiên cứu đã chỉ ra, ăn đồ chiên rán nhiều sẽ làm tăng nguy cơ béo phì. Khi thực phẩm chiên ở nhiệt độ cao, có thể tạo thành hợp chất amin dị phòng, hydrocarbon thơm đa vòng. Nhưng chất này sẽ thúc đẩy thay đổi DNA và làm tăng nguy cơ gây ung thư. Với những món như bim bim khoai tây, đồ chiên sắn, bạn cũng cần hạn chế ăn, bởi chúng được chiên ngập trong dầu ở nhiệt độ cao, có chứa chất tạo hương cùng chất bảo quản gây hại cho sức khỏe. Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng từng công bố kết quả nghiên cứu. Những thực phẩm được chiên ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra hoạt chất acrylamide, chất gây ung thư được tìm thấy ở thuốc lá. Đồ ngọt. Với các tín đồ hảo ngọt thì đây quả là tin buồn. Người thích ăn đồ ngọt phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Ngoài béo phì, ăn quá nhiều đồ ngọt còn làm tích tụ một lượng đường lớn trong gan, gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ, lâu dần dẫn tới ung thư gan. Bên cạnh đó, cơ thể có quá nhiều đường còn tác động làm suy giảm chức năng của các tế bào, từ đó gây nên ung thư tuyến tụy. Bạn cũng cần hạn chế ăn các loại bánh, kẹo có sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications đã chỉ ra nếu ăn quá nhiều đồ ngọt có thể gây nên ung thư ở các vị trí như phổi, đầu, cổ, thực quản và tử cung. Nội dung tiếp theo. Nuôi tế bào ung thư nếu bạn vẫn duy trì 5 việc này mỗi ngày. Một số yếu tố được xem là hành vi không lành mạnh trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của con người, từ đó thúc đẩy sự nhân lên nhanh chóng của các tế bào ung thư. Những yếu tố nào góp phần vào sự tăng sinh của các tế bào ung thư trong cơ thể? Thứ nhất, duy trì tâm trạng buồn bã chán nản. Những người có đầu óc nhạy cảm, suy nhược, cảm xúc quá mức và những người hay lo lắng, có sức đề kháng yếu và khả năng miễn dịch yếu và không thể hỗ trợ tốt việc loại bỏ các tế bào bất thường trong cơ thể. Thay vào đó là điều kiện kích thích để tạo ra các tế bào ung thư sinh sôi. Tất nhiên trong cuộc sống, mỗi người sẽ gặp những khó khăn và thất bại khác nhau trong những quãng thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Do vậy, bạn thật sự nên đối xử với một trái tim bình thường và duy trì thái độ tích cực và lạc quan. Hãy nhớ rằng, bạn hoàn toàn có thể làm giảm bớt sự khó chịu về tâm lý bằng cách nghe nhạc nhẹ hoặc đi du lịch. Thứ hai, thường xuyên hút thuốc và uống rượu. Thuốc lá chứa nhiều loại hóa chất có hại cho cơ thể, không chỉ gây ung thư mà còn thúc đẩy sự tăng sinh của các tế bào ung thư nhanh chóng hơn theo thời gian. Các hợp chất hóa học và các chất độc hại có thể gây ra thiệt hại cho các gen bình thường và các gen đó có thể không được sửa chữa và tái tạo kịp thời, cuối cùng dẫn đến ung thư. Ngoài ra, rượu sẽ tạo ra chất acetaldehyde trong quá trình trao đổi chất trong cơ thể.
Khi acetaldehyde được tích lũy với số lượng lớn, nó sẽ thay đổi trình tự DNA và gây ra ung thư. Thứ ba, chế độ ăn nhiều chất béo. Ăn quá nhiều dầu mỡ, chất béo động vật và chế độ ăn nhiều calo, trong khi có quá ít vitamin và chất xơ, sẽ làm tăng yếu tố nguy cơ gây ung thư trong cơ thể. Chế độ ăn này kéo dài sẽ tạo ra các khối u ác tính gây ung thư đại trực tràng. Do đó, bạn nên cố gắng không ăn một số loại thịt quá béo, thực phẩm giàu cholesterol và axit béo bão hòa, cũng như các món nội tạng động vật. Lời khuyên dành cho bạn là nên bổ sung lượng dầu thực vật hàng ngày không được vượt quá 30g và ít nhất phải đảm bảo bổ sung đủ 500g rau và 200g trái cây mỗi ngày để cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ hấp thu và bảo vệ sức khỏe. Thứ tư, thói quen ăn nhiều muối. Người nào có thói quen duy trì chế độ ăn nhiều muối có thể gây ra thiệt hại lớn cho hàng rào niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đường ruột. Một lượng lớn muối sau khi thâm nhập vào cơ thể sẽ làm tăng áp suất thẩm thấu và gây ra thiệt hại nhất định cho niêm mạc dạ dày. Các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe khuyến cáo rằng người lớn không nên ăn số lượng muối vượt quá 6g mỗi ngày. Đồng thời, bạn cũng không nên ăn các sản phẩm chế biến như dăm bông, thịt xông khói và các món muối chua sử dụng nhiều muối. Thứ năm, chế độ ăn nhiều đường. Sau khi nghiên cứu, người ta thấy rằng các tế bào ung thư thích ăn đồ ngọt. Chế độ ăn nhiều glucose sẽ đẩy nhanh sự phát triển của tế bào ung thư. Tế bào ung thư sau khi được bổ sung đường thường xuyên sẽ giống như được tăng sinh sướng hơn so với các tế bào bình thường. Từ đó, có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy. Hãy chú ý kiểm soát lượng đường mỗi ngày bằng cách hạn chế sử dụng đồ ngọt, tránh ăn bánh ngọt hoặc sô-cô-la chứa đường. Lời khuyên thêm dành cho bạn: thường xuyên duy trì và phát triển các thói quen tốt, tham gia tập thể dục đều đặn, vận động hợp lý, không chỉ có thể cải thiện chức năng tim và phổi, mà còn có thể chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Duy trì thái độ tích cực và lạc quan, tránh gánh nặng tâm lý quá nhiều, bỏ thuốc lá và hạn chế tối đa việc uống rượu, chú ý đến sự thanh đạm, hợp lý và cân bằng trong chế độ ăn uống.